Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã 3 tháng, Diệp Phàm và Bàng Bác cũng dần dần thích ứng với sinh hoạt ở nơi đây. Thay đổi đầu tiên là chuyển biến về mặt quan niệm, chậm rãi tiếp thu tất cả mọi thứ. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng không làm gì có thể coi là tu luyện, mà một mực hấp thu những tri thức thông thường cùng với suy nghĩ về con đường mai sau. Ngô Thanh Phong lão nhân cũng không giục bọn họ, mà ngược lại chủ động truyền cho hai người cái kinh nghiệm và thể hội ở trong việc tu luyện. Những thứ này đối với Diệp Phàm và Bàng Bác mà nói vô cùng quan trọng. Mãi tới một tháng sau, bọn họ mới cảm giác đã hoàn toàn dung hợp và lý giải, cảm thấy có thể bắt đầu tu luyện. Sinh mệnh chi luân trùng khớp với khổ hải, tu luyện sinh mệnh chi luân thì không thể không tu khổ hải, cho nên theo một ý nghĩa nào đó tu luyện đều bắt đầu từ khổ hải. Tu luyện là một quá trình gian nan, nhất là người vừa bước lên trên tiên lộ, cần phải có người dẫn dắt, bằng không căn bản không biết bắt đầu từ đâu, không biết làm sao để mở cánh cửa đó. Trong 2 tháng kế tiếp, ta sẽ giúp các người bước lên trên tiên lộ, chính thức trở thành người tu luyện, từ đó về sau sẽ không truyền pháp riêng cho các người nữa. Các người sẽ phải tới trước Linh Khư Nhai, cùng với những người khác cùng nghe huyền pháp. Diệp Phàm tuy không gia nhập Linh Khư Động Thiên, nhưng mà lúc Ngô Thanh Phong lão nhân truyền pháp cũng không kêu hắn tránh đi, đối với hắn và Bàng Bác rất là bình đẳng. Lão nhân biết ngay cả Diệp Phàm kiên trì tu luyện cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Trước Thái Cổ, loại thể chất của Diệp Phàm được gọi là đệ nhất, sau ngày nay chỉ là một cơ thể vô dụng mà thôi. Người vừa bước lên tiên lộ, việc thiết lập căn cơ vững chắc rất là quan trọng. Chỉ có làm vậy sau này mới có thể tiến càng xa. Ngô Thanh Phong lão nhân xuất ra một bộ pháp môn cơ sở được xưng là tối cường trên thế gian, Đạo Kinh. Đạo Kinh, dám lấy tên như vậy, đủ nói lên nó ghi chép kinh văn đại đạo, là pháp môn vô thượng. Trong truyền thuyết đây là một bộ tiên điển, khắp khu vực Đông Hoàng mênh mông bát ngát chỉ có vài bộ cổ kinh có thể đặt song song với nó mà không có bộ nào hoàn toàn siêu việt cả. Đương nhiên, Linh Khư Động Thiên không thể nào nắm giữ đạo kinh chân chính, chỉ một động thiên phúc địa căn bản không có tiềm lực như vậy, bọn họ nắm giữ cũng chỉ là chương đầu tiên của đạo kinh mà thôi. Và lại, ngay cả chương đầu tiên này, ở trong nước Yến cũng không phải là có một bản, nếu không khẳng định sẽ dẫn tới họa diệt môn. Không thể nghi ngờ, Linh Khư Động Thiên nắm giữ chương đầu tiên của đạo kinh là một loại phúc luận lớn đối với những đệ tử thiên tử bất phàm, có thể xây dựng cho bọn họ một căn cơ kiên cố không gì sánh được, có ảnh hưởng tốt đối với việc tu luyện về sau. Bản Yến Quyết cơ sở này tuy rằng chân quý, nhưng từ lâu đã không phải bí tịch cho một nhà độc chiếm, vì vậy Ngô Thanh Phong lão nhân cũng không tách Diệp Phàm ra, trực tiếp chuyển cho cả hai người. Đạo Kinh quả thực là một bộ cổ kinh bác đại tinh thâm, nếu không cũng đã không nổi danh khắp Đông Hoàng vô số năm. Chỉ vẹn vẹn một chương đầu tiên này đã ẩn chứa chân lý vô thượng, chỉ có vài ngàn chữ ngắn ngồi thôi. Xong, Ngô Thanh Phong lão nhân giảng giải mất nửa tháng. Mỗi câu bên trong đạo kinh đều ẩn chứa thâm ý và diệu lý vô cùng, giải thích tất cả những vấn đề tu luyện tới tận chân thừa kẽ tóc, ngay cả là cường giả sau khi nắm giữ chương đầu tiên này cũng phải cảm thán, nguyên lai tu luyện cơ sở cũng có thể huyền diệu như vậy. Diệp Phàm và Bàng Bác ngày ngày đều chăm chú tu luyện, theo lời sáng của đạo kinh, đầu tiên phải cảm ứng được sinh mệnh chi luân của bản thân, sau đó dẫn dắt tinh khí chấn động khổ hải, mà trong quá trình này tất nhiên là có phương pháp cảm ứng cực kỳ là huyền diệu, cùng với pháp môn dẫn dắt khác so với đa số pháp môn khác. Có điều như vậy vẫn còn thiếu, chỉ dựa vào bản thân tu luyện rất khó mở cánh cổng bước vào, nhất định phải có người dùng tiên khí tiếp dẫn, Ngô Thanh Phong lão nhân ngày ngày đều tự mình ra tay. Hơn 10 ngày sau, Bàng Bác số cuộc là có cảm ứng, cảm giác được là sự tồn tại của sinh mệnh chi luân. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn bắt đầu là thử dẫn dắt tinh khí ẩn tàng bên trong sinh mệnh chi luân trùng kích khổ hải. Còn Diệp Phàm vẫn như trước không chút thu hoạch, sinh mệnh chi luân của hắn vẫn tĩnh lặng như thường, nơi có cứng rắn như thần thiết, ngay cả mạnh mẽ như Ngô Thanh Phong lão nhân cũng không thể đem tiên khí phá vỡ để đi pháo, đừng nói tới hướng dẫn. Thực khó tưởng tượng tại sao lại có thể chất như vậy. Ngô Thanh Phong lão nhân cầu máy, cuối cùng là không thể nào không buông tha. Hắn vận dụng gần như toàn bộ tinh khí ở trong cơ thể trùng kích sinh mệnh chi luân của Diệp Phàm, thế nhưng nơi đó vẫn vững chắc không gì lay chuyển được. Lão nhân ra, ngài nhất định phải giúp đỡ, tới giúp Diệp Phàm một tay, nói không chừng là một lát sau là thành công rồi. Bàng Bác thấy Ngô Thanh Phong lão nhân muốn bỏ cuộc, bèn nhanh chóng mở miệng thỉnh cầu. Ây, không phải là ta không giúp, mà thật sự không có cách nào. Thể chất như hắn dù là ai cũng không cách nào dẫn dắt giúp hắn được, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính hắn thôi.
Ngô Thanh Phong lão nhân lắc lắc đầu, sao lại như vậy được, nếu không ngài thử lại một lần nữa đi. Bàng Bác cười nhẹ thỉnh cầu. Loại thể chất này ở thời kỳ thái cổ được gọi là đệ nhất thánh thế, tất nhiên không phải thứ chúng ta có thể lý giải được, khẳng định còn có rất nhiều bí mật mà người ta không biết. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì lại khó có thể tái hiện huy hoàng ngày trước, rốt cuộc là cần pháp môn tu luyện đặc thù hay là nguyên nhân khác cũng rất khó nói. Lúc này Diệp Phàm vẫn còn đang nhập tĩnh chưa tỉnh dậy, Bàng Bác tiếp tục mở miệng nói, ta cảm thấy lão nhân gia cần phải cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen, nếu ngài phát hiện ra nguyên nhân có lẽ sẽ có thể tái hiện uy thế của thái cổ đệ nhất thánh thế, tới lúc đó linh cư động thiên không phải sẽ một bước bay lên trời sao. Ngô Thanh Phong lão nhân đã sống nhiều năm như vậy rồi, hiểu rõ thế sự, sao có thể bị mắc lừa của hắn được. Lão vừa cười vừa lắc đầu nói, sau thời thái cổ, loại thể chất này cũng đã xuất hiện vài lần, mạnh mẽ như thánh địa của Đông Hoang còn bó tay chịu trói, chứ dựa vào tiềm lực của linh khư động thiên chúng ta, ngươi cảm thấy sẽ có cơ hội sao? Đúng lúc này, Ngô Thanh Phong lão nhân dường như đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, đưa tay ra lần nữa, áp vào trong dây xốn của Diệp Phàm, sau đó tập hợp tinh khí toàn thân, tiến hành thăm dò. Thế nào, lão nhân gia ngài có hy vọng rồi phải không? Bàng Bác vội vàng hỏi. Một lúc lâu sau, Ngô Thanh Phong lão nhân mới uể oải buông tay lắc đầu nói, sinh mệnh chi luân và khổ hải vẫn rắn chắc như thần thiết, yên tĩnh không một tiếng động, không có bất cứ lay động gì. Có điều ta vừa có một loại cảm ứng kỳ dị, tinh huyết toàn thân hắn dường như càng thêm dồi dào, cho dù đang nội liếm rất là khó phát hiện, song chấn động trong chớp mắt đó vẫn bị ta cảm ứng được. Tinh huyết dồi dào sao? Bàng Bác không hiểu. Không sai, hai người các ngươi ở bên trong thái cổ cấm địa, ngoài ý muốn hái và ăn được một loại thánh quả, lại uống được nước thần tuyền, thể chất thoát thai hoán cốt, được cải thiện cực lớn, khí huyết vô cùng dồi dào. Nói tới đây, Ngô Thanh Phong lão nhân cũng lộ ra vẻ khó hiểu rồi nói, mấy ngày qua hắn tu luyện đạo kinh không có bất cứ tiến triển gì, trước sau không cách nào cảm ứng được sinh mệnh chi luân, song trước mắt tinh huyết lại càng thêm mạnh mẽ, so với người còn mạnh hơn. Bàng Bác líu cả lưỡi rồi nói, không phải ngài nói đạo kinh được coi là pháp môn cơ sở tối cường của Đông Hoàng sao, là tiên điểm ở trong truyền thuyết, hẳn là độ chính xác của nó rất cao chứ, chương đầu tiên dùng để tu luyện sinh mệnh chi luân, sao hắn lại tu luyện thành tinh huyết chứ. Cái này, Ngô Thanh Phong lão nhân nhíu mày, không nghĩ ra nguyên nhân. Đúng lúc này Diệp Phàm mở mắt, hai mắt thần quang lấp lánh, tinh khí tràn đầy, thấy hắn tinh thần phấn chấn, Ngô Thanh Phong lão nhân càng thêm khó hiểu bèn hỏi, ngươi có cảm ứng được sinh mệnh chi luân không? Diệp Phàm lắc đầu, thành thực trả lời, không cảm ứng được. Vậy ngươi có cảm giác đặc biệt gì không? Lão nhân tiếp tục hỏi. Diệp Phàm không muốn giấu giếm điều gì, vì lão nhân thực sự rất tốt đối với hắn, tận tâm tận lực với hắn, không chút kỳ thị hay thành kiến đối với thể chất đặc thù của hắn, mà ngược lại ngày ngày đều là tiêu hao một lượng lớn tinh khí để giúp đỡ hắn. Tuy rằng không cảm ứng được sinh mệnh chi luân, nhưng ta cảm thấy toàn thân thư hái, cả người dồi dào tinh lực. Ngươi cảm thấy có thay đổi gì không? Ngô Thanh Phong lão nhân hỏi lại lần thứ hai. Như là có khí lực dùng không hết được. Nói tới đây, Diệp Phàm dùng một tay nâng khối cự thạch trước cửa nhà trang lên, dường như chẳng mấy tốn sức. Ngô Thanh Phong lão nhân hít một hơi thật lạnh rồi nói, nhìn người nhấc nó lên dễ dàng như vậy, lực một tay sợ rằng lên tới 1000 cân, hai tay hợp lại quá nửa có sức lực bằng con voi rồi. Bàng Bác ở bên cạnh cũng giật mình, hắn cùng với Diệp Phàm đồng thời xảy ra biến hóa phản lão hoàn đồng, lực lượng cách biệt nhau không nhiều, song hiện tại hắn cảm thấy kém hẳn so với thần lực của Diệp Phàm rồi. Ngô Thanh Phong lão nhân không giải thích được rời khỏi, hắn trước sau vẫn là không hiểu vì sao lại như vậy. Đối phương tuy rằng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của sinh mệnh chi luân, nhưng giờ biến thành như vậy còn có thể coi là phàm nhân sao? Sau khi lão nhân rời đi rồi, Diệp Phàm lại đột nhiên chạy đi, như là một cơn cuồng phong thổi qua trước ngọn núi nhỏ. Bàng Bác lập tức là lộ ra vẻ kinh ngạc nói, không chỉ sức lực lớn hơn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn trước không ít. Mấy ngày sau đó, lão nhân giảng giải càng thêm chăm chú, vì sau đó hắn không thể nào giảng riêng cho hai người được nữa rồi. Một thời gian sau, Diệp Phàm và Bàng Bác không thể không tới trước linh khư nhai mà nghe giảng huyền pháp như mọi người. Sư phụ dẫn mỗi cá nhân vào cánh cửa tu luyện, một khi chính thức bước lên trên tiền lộ lại phải hoàn toàn dựa vào bản thân. Linh khư động thiên sẽ cung cấp huyền pháp và thuốc nước, còn về phần giải đáp những chỗ nghi vấn, vậy phải đợi toàn bộ mọi người tập trung rồi mới tiến hành. Dù sao các trưởng lão cũng phải tu luyện, không có nhiều thời gian và tinh lực giảng dạy riêng như vậy. Không lâu sau các ngươi phải tới linh khư nhai rồi, từ đó cần chú ý cúi đầu, có thể nhẫn thì nên nhẫn, không nên tùy tiện động thủ.
Hai tháng gần đây, lão nhân Ngô Thanh Phong đều tận tâm tận lực truyền thụ, dẫn dắt Bàng Bác và Diệp Phàm bước lên tiên lộ. Bàng Bác tu hành rất thuận lợi, hắn đã cảm ứng được sinh mệnh chi luân của bản thân, có thể dẫn dắt tinh khí lưu chuyển rồi. Việc hắn phải làm tiếp theo đó là mở ra khổ hải, chuẩn bị để sau này phóng ra cội nguồn của thần lực. Diệp Phàm thì vẫn chưa thể nào cảm ứng được sinh mệnh chi luân, dưới rốn hoàn toàn yên tĩnh, không có một gợn sóng nào. Thế nhưng mỗi ngày sau khi tu hành, hắn đều có thể cảm thấy được thần thanh khí sáng, toàn thân thư thái tràn đầy tinh lực. Từ mấy ngày nay, lực lượng của hắn trở nên càng ngày càng lớn, tốc độ cũng tăng nhiều. Dường như tinh khí thần ở trong thân thể của hắn có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thời gian trôi qua nhanh, chỉ chớp mắt đã qua 2 tháng, lão nhân Ngô Thanh Phong không còn tiếp tục chỉ dạy bọn họ nữa mà đã sắp rời đi. Tiên lộ rất gian nan nguy hiểm, muốn có thành tựu thì phải có tâm trí kiên định, bền bỉ kiên trì mới được. Lão nhân dứt lời bèn ung dung ra đi. Diệp Phàm và Bàng Bác quay về bóng lưng của lão nhân Ngô Thanh Phong, cúi sâu người vái chào. Đây là sự thật tôn kính chứ không phải là chỉ là lễ nghi giả dối mà thôi. Phía trước ngọn ải sơn có 3-5 căn nhà tranh cùng với 2-3 mảnh rừng trúc, bầu không khí tự nhiên an bình. Diệp Phàm cùng với Bàng Bác cũng đã dần dần thích ứng với cuộc sống yên tĩnh, cơm sau đạm bạc này. Vốn Diệp Phàm vẫn còn rất do dự việc ngày mai đi tới Linh Khư Nhai tu hành, bởi hắn cũng không gia nhập vào Linh Khư Động Thiên, cho nên cũng không tiện đi học pháp của Bàng Bác. Thế nhưng lão Ngô Thanh Phong lại cho hắn một khối ngọc bài. Diệp Phàm mặc dù không phải là đệ tử của Linh Khư, cũng hoàn toàn có thể tu pháp ở đó. Vầng trăng sáng treo lơ lửng ở trên bầu trời, ánh trăng trong sáng nhu hòa như là gợn nước vương khắp thế gian, nhuộm đầy núi rừng xung quanh ải sơn, giống như phủ lên cho nó một tấm lụa mỏng mênh mông. Diệp Phàm và Bàng Bác yên lặng ngắm nhìn bầu trời, mải miết tìm kiếm hình bóng của một hành tinh ở trong đó. Thế nhưng dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh kia, mọi thứ dường như xa lạ quá, đã không còn là mảnh bầu trời quen thuộc nữa rồi. Sau khi đi tới bến bờ tinh không, những gì còn lại của quá khứ đã trở nên quá xa xôi, không còn có thể tìm kiếm nữa rồi. Hai người nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, tay thì cầm chén trà lớn, thế nhưng nước trà chẳng thấy vào miệng mà lại chảy ướt cả mặt mày, không thể trở về được nữa rồi. Sau đó hai người lặng lặng nằm ở đó ngắm nhìn tinh không, trầm mặc rất lâu không có nói thêm gì. Thật lâu, phút trầm mặc mới bị phá vỡ. Chúng ta phải sống tiếp cho thật tốt. Diệp Phàm cùng với Bàng Bác đều là người lạc quan, một khoảng khắc mất mát lạc lõng chính là một lần từ biệt với quá khứ. Từ nay bọn họ lại thong dong mà đối mặt với tương lai. Rất nhanh bọn họ liền dứt bỏ những suy nghĩ này, chuyển trọng tâm câu chuyện về vấn đề tu hành. Tuy rằng mới vẹn vẹn tu hành có 2 tháng, thế nhưng với hai người họ đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ chưa từng có, dường như là một lần tân sinh vậy. Tiêu dạo mờ ảo, con đường tương lai cũng không thể nào đoán trước được, cho nên một khi đã đặt chân lên nó, chỉ có thể kiên quyết mà tiếp tục cất bước. Linh Khư Động Thiên là một trong 6 nơi động thiên phúc địa của nước Yến, mặc dù nó không thể so sánh được với những phái lớn nổi danh lâu đời, thế nhưng dù thế cũng có gần ngàn tu sĩ, đệ tử trẻ tuổi cũng lên đến con số mấy trăm. Bình minh lé lói, ánh vàng rực rỡ trải đầy bên trên vách núi, làm cho nó sáng lên lấp lánh. Linh Khư Nhai là một khu vách đá dựng đứng sau hơn chục dốc đá thấp tạo thành. Những dốc đá nhỏ này chỉ cao có 70-80 mét, hoàn toàn tách rời khỏi nhau một khoảng nhất định. Sáng sớm rất nhiều đệ tử trẻ tuổi tụ tập ở nơi đây. Do tu vi có sự cao thấp khác nhau, cho nên mỗi người cũng đều đi tới phía dưới cái dốc đá khác nhau để lắng nghe huyền pháp thích hợp với tu vi của bản thân. Diệp Phàm và Bàng Bác đã tới từ sớm, bọn họ vừa nhập môn, chỉ có một lựa chọn là dốc đá ở cuối cùng, nơi đó cũng là tụ tập không ít người, đủ cả nam nữ khoảng 40-50 người. Mấy người nhỏ tuổi nhất khuôn mặt vẫn là còn rất non nớt, chỉ mới khoảng 7-8 tuổi, trong khi đó mấy người lớn tuổi nhất thì khuôn mặt đã khắp đầy là tang thương, nhìn khoảng hơn 30 tuổi rồi. Xoạt một tiếng, quang hoa lóe lên, ngay sau đó là một đạo cầu vòng phá không đáp xuống trên vách đá. Sau khi quang mang thu lại, đã thấy một vị lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng ở phía trên, nhìn xuống phía dưới mấy lần một cách lãnh đạm. Lão chỉ là hơi dừng lại ở trên người của Diệp Phàm và Bàng Bác một chút, liền bắt đầu truyền pháp. Cùng lúc đó, trên các vách đá khác cũng đều có cầu vòng đáp xuống, bên trên đều là trưởng lão của Linh Khư cả. Giữa các vách đá đều có khoảng cách, thế cho nên đều không ảnh hưởng gì tới nhau. Vừa được lắng nghe pháp môn tu hành, lại đắm mình trong ánh bình minh, làm cho một số người ở phía dưới cảm giác rất là mới mẻ, bởi có nhiều người cũng vừa mới trở thành đệ tử của Linh Khư Động Thiên mà thôi. Lão nhân ở trên vách đá thì chẳng hề bận tâm, âm thanh của lão bình tĩnh cũng không hề có chút cảm tình, thế nhưng giảng giải rất tỉ mỉ.
tất cả vấn đề mà người vừa mới bước lên tiền lộ phải chú ý tới. Sau nửa canh giờ, việc chuyển pháp kết thúc, lão nhân nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt không có biểu tình gì rồi nói: các ngươi có nghi vấn gì thì có thể đưa ra, còn không thì hôm nay kết thúc ở đây. Có mấy thiếu niên vội vàng tiến lên tới tấp hỏi, sau đó trưởng lão kia cũng lần lượt giải đáp. Đợi tới khi không có ai đặt câu hỏi nữa, lão bèn khống chế cầu vòng bay lên trên trời. Cảm giác của Diệp Phàm cùng với bảng bác về lần đầu tiên khi mà nghe huyền pháp chính là bình phàm, tầm thường, thậm chí đến mức vô vị, không có gì mới mẻ cả. Dưới sự truyền thụ của lão nhân Ngô Thanh Phong, hai tháng qua cơ sở của bọn họ đã được rèn luyện vô cùng kiên cố, cũng đã sáng tỏ những vấn đề cần phải chú ý từ lâu rồi. Chương đầu tiên của đạo kinh đã đủ để cho chúng ta tu luyện hơn 2 năm, còn những thứ tiểu huyền pháp này thì chẳng có là gì cả. Lão nhân già đã chỉ điểm hết rồi còn đâu. Đừng có mà mơ tưởng xa vời nữa, chẳng phải lão nhân già đã từng căn dặn rồi sao? Cơ sở phải rèn luyện cho thật vững chắc, nếu như lão đã để chúng ta đến đây tu luyện, tất nhiên là phải có lý riêng của lão. Nửa tháng sau, mặc dù hai người đều cảm thấy rất vô vị, thế nhưng điều kiên trì đều có là đều đặn ngày ngày. Cuối cùng họ cũng từ từ nhận ra chỗ tốt của nó. Đấy là trưởng lão trong lúc truyền pháp thỉnh thoảng sẽ giảng giải một ít những thứ mà hắn lĩnh ngộ được khi mà tu hành. Đối với những kẻ mới bập bõm học mà nói, kinh nghiệm như thế chẳng khác nào một ngọn đèn sáng chỉ đường dẫn lối. Nếu như đem so sánh với tình hình của bản thân, rất có thể sẽ thu được sự dẫn dắt, giúp tu luyện nhanh hơn. Sáng hôm đó vừa truyền pháp xong xuôi, trưởng lão bỗng nhiên xòe tay, từ trong đó bỗng nhiên có mấy chục đạo quang hoa bắn xuống tay những người bên dưới. Nhìn lại, ai nấy đều có một chiếc bình ngọc nhỏ trơn bóng như gương, mở nắp ra thì tỏa ra từng trận mùi thơm nước mũi. Đây là dược dịch giúp các ngươi mở ra khổ hải. Truyền pháp trưởng lão vẫn ngắn gọn như thế, lão chẳng hề lãng phí một chữ nào. Khổ hải và sinh mệnh chi luân xung hợp với nhau, nếu muốn phóng ra lực lượng tinh khí to lớn chất chứa ở bên trong sinh mệnh chi luân thì chỉ có thể không ngừng mở rộng khổ hải mà thôi. Nước thuốc ở trong bình cũng cực kỳ là quý giá, 3 tháng mới được phát một lần, tức là 1 năm mỗi người chỉ được lĩnh 4 bình mà thôi. Khổ hải của bảng bác chậm rãi biến hóa không ngừng, qua 3 tháng nó đã mở rộng từ một hạt táo biến thành bằng ngón tay cái, lại có sinh mệnh tinh khí lượn lờ ở xung quanh, cả người bảng bác thoạt nhìn linh hoạt hơn xưa nhiều. Còn Diệp Phàm thì mặc dù đã uống một bình nước thuốc nhỏ nhưng cũng vẫn chẳng có một chút biến hóa. Khổ hải của hắn không thể nào mở ra được, dù chỉ là to bằng một hạt vừng. Nơi đó tĩnh lặng vô cùng, không có lấy một tia sinh mệnh khí, linh khí là lưu chuyển. Có điều những ngày này, lực lượng và tốc độ của hắn vẫn đều đặn tăng trưởng. Trong thân thể của hắn lúc nào cũng cuồn cuộn sôi trào tinh lực, khí huyết, có thể so với voi vậy. Ta cứ chậm rãi mà tu luyện như thế này thôi, dù tạm thời không mở ra khổ hải được, cũng chẳng thể cầu thông sinh mệnh chi luân, thế nhưng thể phách của ta thì lại càng ngày càng khỏe mạnh ra, cho nên cũng không phải là chuyện xấu. Đúng vậy, ta thấy người như thế mà lại lợi hại hơn ta nhiều. Ta suốt ngày tu luyện khổ hải, thế mà chẳng thấy lực lượng tăng cường, tốc độ cũng không nhanh hơn, càng chẳng thể thi triển huyền pháp, chả biết tu hành như thế này thì được cái lợi lộc gì. Bằng bác vừa oán giận vừa nói. Ngày hôm sau hắn cũng không nhịn được nữa, bèn mở miệng thỉnh giáo vị trưởng lão truyền pháp kia rồi nói: lẽ nào cần phải tiếp tục tu hành như vậy sao? Đến bao giờ thì chúng ta mới cưỡi cầu vòng mà đi được? Truyền pháp trưởng lão lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn rồi nói: còn phải ăn từng miếng một, từng phải đi từng bước, chưa biết đi đã đòi chạy, chỉ có ngã mà thôi. Mặc dù truyền pháp trưởng lão đang trách cứ, thế nhưng đến cuối cùng hắn cũng giảng đáp cho mọi người một ít tình huống sau khi tu luyện thành công, để cho họ có thêm hy vọng. Khi mà khổ hải đủ lớn rồi thì mới có thể tiếp tục tu hành bước tiếp theo, đó chính là mở ra một thông đạo nối thẳng tới sinh mệnh chi luân ở dưới đáy khổ hải, hình thành một nguồn suối. Nó sẽ phóng ra thần lực của sinh mệnh chi luân. Đến lúc đó thì các người đã có thể coi là có thành tựu rồi, có thể bắt đầu thi triển huyền pháp, chính là những thủ đoạn thần thông mà các người hằng ao ước đó.